mới là người được đá chính ngay từ đầu chứ không phải là William Saliba. Sau một vài tình huống trực choạc ở đầu trận, tân binh đến từ Ligue 1 nhanh chóng bắt nhịp và thi đấu cực kỳ chững chạc nơi trung tâm hàng thủ. Trong một thế trận mà Arsenal chủ động cầm bóng và áp đặt, Gabriel đã hoàn thành vai trò của một trung vệ điều phối bóng. Cầu thủ 22 tuổi đã có tổng cộng 114 đường truyền, nhiều nhất bên phía Arsenal với tỷ lệ chính xác lên đến 95%. Ở mặt trận phòng ngự, Gabriel cũng chơi tròn vai với những tình huống đánh chặn lẫn cản phá. Không thể phủ nhận sức tấn công của Fulham là quá yếu ớt, nhưng Gabriel đã cho thấy được sự tự tin ngay trong lần đầu đá chính tại Premier League, điều không phải ai cũng làm được. Đặc biệt hơn, trung vệ này còn đánh dấu ngày ra mắt đáng nhớ với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Kỹ năng không chiến của Gabriel hứa hẹn sẽ giúp Arsenal trở nên nguy hiểm hơn trong các tình huống cố định. Đừng quá ngạc nhiên nếu Willian và Gabriel có tên trong đội hình tiêu biểu ở vòng mở màn Premier League. Màn trình diễn của bộ đôi này giúp giới mộ điệu đang phải nhìn Arsenal bằng một con mắt rất khác. Đó là chưa kể họ vẫn còn ẩn số mang tên William Saliba. Giống với gã hàng xóm, Chelsea cũng có tân binh. Họ thậm chí mua người nhiều hơn cả Arsenal. Trước Brighton, Chelsea sử dụng hai bản hợp đồng mới là Timo Werner và Kai Havertz. Havertz có vẻ chưa thể hòa nhập với môi trường bóng đá Anh, nhưng Werner nhanh chóng đem đến sự phấn khích cho người hâm mộ. Như thường lệ, Werner luôn chịu khó áp sát và tích cực hoạt động rộng, dù anh đá tiền đạo cắm. Sự thông minh trong việc chạy chỗ và tốc độ như một chú sóc càng giúp cầu thủ 24 tuổi trở nên nổi bật. Những ai yêu mến Chelsea hẳn thấy được sự nhiệt huyết do tân binh người Đức mang lại. Và chính Werner là người đem về quả phạt đền cho Jorginho lập công. Đó là bàn thắng vô cùng quan trọng trong bối cảnh Chelsea.